Chất lượng không khí trong gia đình không tốt sẽ rất dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là gây ra các bệnh về phổi và bệnh đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm phế quản, hen suyễn. Bên cạnh bảo vệ bản thân khỏi các chất độc hại do ô nhiễm không khí ngoài trời, thì việc đảm bảo chất lượng không khí trong gia đình cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng ta cần thực hiện một số biện pháp để cải thiện và nâng cao chất lượng không khí của gia đình. Ngôi nhà thoáng khí, không có khói bụi, mùi ẩm mốc sẽ giúp phổi mạnh khỏe hơn, bảo vệ được sức khỏe của bản thân và gia đình. Sau đây là một số phương pháp giúp cải thiện chất lượng không khí đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể tham khảo. Mở cửa giúp không khí lưu thông. Đây là cách làm đơn giản nhất để cải thiện chất lượng không khí trong gia đình. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, nên mở cửa sổ để không khí bên ngoài lưu thông vào trong phòng. Sau cả đêm dài đóng kín cửa, lượng CO2 do cơ thể thải ra hòa trộn với mùi của các vật dụng trong phòng sẽ khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Vì vậy, mở cửa sổ sẽ giúp lưu thông không khí trong phòng, giúp căn phòng thông thoáng và cải thiện chất lượng không khí. Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp, lau chùi đồ vật trong nhà cũng là một cách để thanh lọc không khí trong gia đình. Hàng ngày vẫn sẽ có một lượng bụi bẩn, vi khuẩn nhất định bám vào bề mặt sàn nhà, tủ, cửa sổ, chăn ga, gối đệm. Nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa để loại bỏ bụi bẩn, giúp không gian trong nhà thoáng đãng, sạch sẽ. Vì những vật dụng trên giường ngủ là những thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể chúng ta, nên nếu không vệ sinh thường xuyên thì bụi bẩn cũng như vi khuẩn bám trên bề mặt chăn gối sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gây ra các bệnh về đường hô hấp. Điều chỉnh độ ẩm trong phòng. Rất ít người để ý đến việc cân bằng độ ẩm trong gia đình. Vào những ngày thời tiết khô hanh, trong không khí sẽ xuất hiện nhiều bụi bẩn hơn, có hại cho đường hô hấp và phổi. Còn nếu độ ẩm trong không khí quá nhiều, sẽ gây ra tình trạng ẩm mốc, cũng không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, việc cân bằng độ ẩm trong nhà là vô cùng quan trọng. Có thể tìm mua một số loại máy lọc không khí để hỗ trợ tạo độ ẩm vào những ngày hanh khô, hút ẩm vào những ngày thời tiết ẩm ướt. Trồng thêm cây xanh trong nhà. Trồng cây xanh trong nhà cũng là một trong những cách nâng cao chất lượng không khí của gia đình, hiệu quả mà đơn giản. Trong quá trình quang hợp, cây sẽ hấp thụ khí carbon dioxide và nhả ra khí oxy, làm thanh lọc không khí. Tuy nhiên, buổi đêm không nên đặt quá nhiều cây trong phòng ngủ rồi đóng kín cửa. Vì ban đêm, một số loại cây sẽ nhả ra khí carbon dioxide có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu có điều kiện, bạn có thể sắm cho gia đình một chiếc máy lọc không khí để lọc sạch bụi bẩn và các chất có hại, từ đó giúp cải thiện chất lượng không khí trong gia đình. Loại bỏ những vật dụng không cần thiết. Một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí trong gia đình giảm sút là do đồ đạc trong nhà quá nhiều. Việc lưu giữ các đồ vật không cần thiết trong gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Đồng thời các vật dụng để lâu không dùng đến sẽ là nơi bám nhiều bụi bẩn, gây ra mùi ẩm mốc và khiến cho chất lượng không khí trong nhà giảm sút. Mặc dù những thói quen trên tuy có vẻ rất đơn giản, nhưng lại có thể giúp làm sạch không khí trong gia đình vô cùng hiệu quả. Đặc biệt là trong mùa lạnh, khi thời tiết hanh khô, tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng, kèm theo yếu tố dịch bệnh. Việc làm sạch không khí trong nhà sẽ giúp phòng tránh tối đa các bệnh lý về đường hô hấp, các bệnh về phổi và bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như cả gia đình.